đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà để dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy từ đàn ông. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau với lòng tri ân. Anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu của Thiên Chúa được đóng ấn trước mặt đại diện hội thánh và cộng đồng. Thật vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt để làm cho các con được phong phú và kiên cường, để các con luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng phép rửa tội để tánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi ý kiến các con. Anh Giuse Đại và chị Maria Magdalena Thanh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Bởi vậy các con sẵn sàng quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện. Các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người. Anh là Giuse Trần Tấn Đại, nhận em Magdalena Ngô Hồng Thanh làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em là Magdalena Ngô Hồng Thanh, nhận anh Giuse Trần Tấn Đại làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Em Magdalena Ngô Hồng Thanh, xin em nhận chiếc nhẫn này của anh làm dấu chỉ cho tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Trần Tấn Đại, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ cho tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho tới giờ phút này, ngay lúc này đây, đây là gia đình mới nhất ở trên trần gian này. Chút xíu nữa tôi không biết. Chúng ta cùng chúc mừng gia đình mới này.